Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện cổ chân nhân. Tập 243. Chương 2421. Chọn lựa nhiệm vụ 1. Quỷ thất gia trầm ngâm nói, hiện tại tất cả chúng ta đều đã ra tay qua, thăm dò từng người. Hòn đảo nhỏ này đúng là không thể cưỡng ép đột phá được. Còn có bia công đức này nữa, cũng không phải chúng ta có thể phá giải. Phong tướng nói tiếp, quần tiên im lặng, nhạc thổ tiên tôn bố trí, sao lại có thể dễ dàng phá giải chứ? Nhất là những cổ tiên ở đây, ngoại trừ Phương Nguyên, tất cả đều chỉ có tu vi thất truyền. Mặc dù có một số người là cường giả tinh anh trong thất truyền, nhưng đối mặt với thủ đoạn của tiên tôn, nói chung là không đủ nhìn. Không biết Miếu Minh Thần Tiên hữu có ý kiến gì chính xác không? Đồng Họa hỏi tiếp. Miếu Minh Thần khẽ lắc đầu, ta hoàn toàn không biết gì về chân truyền nhà thổ tiên tôn, cũng không khác gì các vị. Trong mắt của ta, nếu chúng ta không thể phá giải được bố trí của nhà thổ tiên tôn, vậy thì chỉ có hai con đường. Thứ nhất, chính là không tiếp nhận nhiệm vụ trên tấm bia, ở đủ 300 ngày trên hòn đảo nhỏ này. Thời hạn vừa đến, chúng ta sẽ được truyền tống ra ngoài. Thứ hai, dựa theo chỉ thị trên bí văn mà làm. Quần tiên nhìn nhau. Không thể nghi ngờ, tài nguyên trên hòn đảo đã được phân chia. Ai lại muốn ngây người ở đây đến 300 ngày chứ? Chúng tiên đã nếm được món ngon, đối với chân truyền nhạc thổ tiên tôn cũng hứng thú hơn. Bọn họ nghĩ rằng, tài nguyên tu hành trên hòn đảo chẳng qua chỉ là món khai vị, bởi vậy càng có thể thấy được giá trị của chân truyền nhạc thổ tiên tôn. Nhưng muốn tiếp nhận nhiệm vụ, nhất định phải được bia công đức thừa nhận. Quá trình này có chút cùng loại với cổ mệnh bài, cổ hồn đăng của gia tộc, nhưng lại có tính ước thúc mạnh hơn. Nếu đây là một cái bẫy, chuyện thế gian, từ trước đến nay đều là lợi ích và nguy hiểm đi chung. Lần này chúng ta thăm dò chân truyền nhạc thổ tiên tôn, không phải là mạo hiểm sao? Ta đã quyết định tiếp nhận nhiệm vụ. Đây là bố trí của nhạc thổ tiên tôn, cho nên sẽ không có vấn đề gì. Chân truyền đang ở trước mắt, nếu ngừng chân không tiến lên, tương lai sợ rằng sẽ hối hận. Sau một phen trao đổi, trong 8 vị cổ tiên, không một ai lùi bước. Dựa theo ghi chép trên bí văn, 8 người thay phiên nhau đi về phía trước, đưa bàn tay kề sát vào tấm bia. Ánh sáng hiện lên, tên của 8 vị cổ tiên được hiện lên trên bí văn, tạo thành một danh sách. Tên của Phương Nguyên cũng ở bên trong, nhưng lại là hai chữ Sở Doanh. Điều này khiến Phương Nguyên âm thầm thở phào một hơi. Hắn đã dò xét qua tấm bia công đức, lấy thổ đạo, âm đạo làm chủ, không phải hắn có thể phá giải được. Đương nhiên, nếu cưỡng ép phá hủy, với chiến lực bây giờ, hắn hoàn toàn có khả năng. Nhưng làm vậy phong hiểm quá lớn, chi bằng tiếp tục ngụy trang, cùng với những người kia tiếp tục thăm dò. Cổ tiên của thế giới này có thủ đoạn vô tận. Bia công đức lại là tiên cổ phòng bát truyền, là thủ bút của nhà thổ tiên tôn, rất có khả năng sẽ hiện lên tên thật của cổ tiên. Cũng may nó không có uy năng này. Nếu không, thân phận Phương Nguyên bị bại lộ, chỉ sợ sẽ phải ra tay hạ sát những người xung quanh. Dù sao thân phận của hắn quá nhạy cảm, khó đảm bảo những người kia không có thủ đoạn quỷ dị. Cho dù không có tính uy hiếp, nhưng dẫn đến lực lượng tiên đình cũng không tốt. Không thăm dò tình trạng rõ ràng, ta không nên tùy tiện ra tay với những người này. Dù sao đây cũng là chân truyền nhà thổ tiên tôn. Cái mà ông ấy chú trọng là khoan dung, độ lượng, nhân từ và tha thứ. Nếu ta tùy tiện giết chóc, sợ sẽ có tình huống không hay xảy ra. 8 vị cổ tiên đã có tên trên bia công đức, bắt đầu nghiên cứu nhiệm vụ. Nhiệm vụ ghi trên bí văn có 10 cái. Mỗi một nhiệm vụ đều lời ít mà ý nhiều, cần cổ tiên tiến hành phỏng đoán. Ví dụ như nhiệm vụ xếp thứ nhất chính là diệt trừ thủy quái thành, đại bàng biển xung quanh. Thủy quái cùng loại với hồn thú, đều là đạo thú, hình thái thiên kỳ bách quái. Sau khi chết, cơ thể sẽ tiêu tán, chỉ còn lại thủy hạch, hồn hạch. Đây chính là tiên tài, ẩn chứa đạo ngân thủy đạo, hồn đạo phong phú. Thủy quái cấp độ gì, là hoang thú hay hoang thú thượng cổ cũng không nói rõ. Thành đại bàng biển ở đâu cũng không chỉ rõ,
diệt trừ thủy quái thì còn có thể phỏng đoán một chút. Nhưng các nhiệm vụ còn lại đều rất kỳ lạ. Ví dụ như xây dựng giếng nước trên đảo Ngư Viên, thu thập dược liệu Tam Vân Bộ, còn quản lý Nguyên Tuyền, bảo vệ thương đội, tu bổ đại trận. Tám người ngẩng đầu nhìn bia công đức, suy nghĩ một lát, Tằng Lạc Tử thở dài nói: thủ đoạn tín đạo của ta hoàn toàn vô dụng với tiên cổ phòng bắt chuyện này. Xem ra chúng ta lựa chọn nhiệm vụ nào chỉ dựa vào vận khí. Để ta trước. Ta chọn nhiệm vụ diệt trừ thủy quái. Những người khác đều im lặng. Tuy Tằng Lạc Tử nói như vậy, nhưng thật ra từng nhiệm vụ đều có phân chia. Dựa theo lẽ thường mà suy đoán, độ khó nhiệm vụ càng cao, công đức lấy được sẽ càng lớn. Thủy quái ít nhất cũng là hoang thú. Diệt trừ thủy quái đương nhiên độ khó sẽ cao hơn một chút. Công đức ban thưởng đối ứng sẽ không tầm thường. Về phần quản lý Nguyên Tuyền, bảo vệ thương đội, đây đều là nhiệm vụ cấp độ phàm nhân. Độ khó cao nhất chính là diệt trừ thủy quái. Tằng Lạc Tử chọn lựa như vậy, không thể nghi ngờ là đã cướp đi một tảng mỡ dày. Không khí trong đội ngũ lập tức thay đổi. Tằng Lạc Tử im lặng không nói, nhưng trong lòng hắn ta lại có chút khẩn trương. Miếu Minh Thần gật đầu, xem như đồng ý. Các người chọn đi, ta sẽ là người chọn cuối cùng. Miếu Minh Thần vừa nói xong, ánh mắt các cổ tiên nhìn hắn hơi thay đổi một chút. Miếu Minh Thần khoát tay, các vị đừng nên xem trọng ta. Ta chẳng qua chỉ cảm thấy nhạc thổ tiên tôn đã có bố trí như vậy, sao có thể không nghĩ đến hai chữ công bằng. Những nhiệm vụ này nhìn thì đơn giản, nói không chừng cũng không đơn giản như vậy. Đối với suy luận này của Miếu Minh Thần, quần tiên có người gật đầu. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 2422 Chọn lựa nhiệm vụ 2. Đồng Hỏa nói: vậy ta xin lựa chọn nhiệm vụ thứ hai. Thổ Đầu Đà cũng lập tức đưa ra lựa chọn. Lựa chọn của bọn họ đều nhất trí với Tằng Lạc Tử, rõ ràng nhìn qua đều hơi khó khăn. Thổ Đầu Đà lựa chọn xong, còn thừa một nhiệm vụ có vẻ khó. Các nhiệm vụ còn lại thì khá bình thường. Những người còn lại bao gồm Miếu Minh Thần, Phương Nguyên, Quỷ Thất Gia, ba vị cổ tiên thất truyền. Tiếp theo, xin mời Sở Doanh tiên hữu lựa chọn. Miếu Minh Thần nhìn thoáng qua, cười nói: Phong tướng, nữ tiên Hoa Điệp đều đứng bên cạnh y, từ đầu đến cuối không nói một lời. Khoan đã. Lúc này, Quỷ Thất Gia lại lên tiếng: các vị tiên hữu, thật không dám giấu, ngay từ khi xem qua, ta đã coi trọng nhiệm vụ này. Quần tiên không khỏi nhìn nhau. Miếu Minh Thần quay lại nhìn Quỷ Thất Gia, ánh mắt mang theo sự ngạc nhiên và phê bình. Nhưng Quỷ Thất Gia làm như không nhìn thấy mà quay sang nhìn Phương Nguyên. Tưởng ta là quả hồng mềm dễ bóp à? Phương Nguyên cười lạnh trong lòng, ngoài miệng thì nói: nếu Quỷ Thất Gia có duyên với nhiệm vụ này, vậy rõ nói nó hữu duyên với Quỷ huynh. Ta cũng không đoạt chỗ tốt của người ta. Vậy ta chọn nhiệm vụ thứ 7. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy nhiệm vụ thứ 7 là thu thập dầu đen cống ngầm dưới đáy biển. Đây là chuyện mà cổ sư phàm nhân cũng có thể làm. Miếu Minh Thần vội nói: Sở Doanh tiên hữu, Miếu huynh không cần khiêm tốn nữa. Huynh có đồng bạn như vậy, thật sự khiến người ta phải hâm mộ. Đây là điều mà huynh nên có. Nếu không nhờ huynh, sao ta có thể đến đây chứ? Phương Nguyên cười nói. Ánh mắt Quỷ Thất Gia nhìn Phương Nguyên lập tức trở nên hòa hoãn rất nhiều. Không sai. Ông ta dành nhiệm vụ cuối cùng là vì Miếu Minh Thần chứ không phải vì ông ta. Nhưng đúng như Phương Nguyên nói, mọi người có thể đến đây, quan trọng là nhờ Miếu Minh Thần. Công lao như vậy, y thật sự xứng đáng có được. Miếu Minh Thần vẫn từ chối nhưng Phương Nguyên lại dốc hết sức kiên trì. Miếu Minh Thần bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp nhận. Một lát sau, tất cả đều chọn nhiệm vụ xong. Bia công đức bắn ra cột sáng trùng thiên. Cổ tiên từng người bước vào cột sáng, nhanh chóng được truyền tống ra ngoài, biến mất ngay tại chỗ. Phương Nguyên chỉ cảm thấy tầm mắt thay đổi. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã đến một hải đảo xa lạ. Ta là cổ tiên bát truyền nhưng bia công đức truyền tống lại không tốn sức chút nào.
Nó giống như hạch tâm của động thiên, rất có ảo diệu. Quả nhiên không hổ danh là thủ bút của nhà thổ tiên tôn. Đối với những nhiệm vụ này, hắn có phỏng đoán tương tự với Miếu Minh Thần. Đương nhiên, nhường lại nhiệm vụ kia cũng không phải Phương Nguyên khiêm tốn, mà là một sự thăm dò đối với Miếu Minh Thần. Sau khi đám người Phương Nguyên đi rồi, chỉ còn lại Miếu Minh Thần và Quỷ Thất ra. Quỷ Thất, ngươi đấy. Miếu Minh Thần thở dài. Quỷ Thất ra bái một cái. Xin đại nhân thứ tội. Ngươi có tội gì chứ? Chỉ là ngươi đã quá coi thường Sở Doanh rồi. Hắn là người tử trận đầu tiên trong huyễn cảnh. Ngươi cho rằng bản lĩnh của hắn không tốt sao? Miếu Minh Thần lắc đầu. Đại nhân, chẳng lẽ ngài cho rằng Sở Doanh thâm tàng bất lộ sao? Miếu Minh Thần lại lắc đầu. Ta cũng không nhìn ra được điều gì. Khả năng hắn che giấu thực lực không lớn. Chỉ là trong hoàn cảnh xa lạ này, chúng ta nên đoàn kết, tận lực phòng ngừa nội đấu. Vâng, tại hạ hiểu rồi. Dựa theo thủ đoạn điều tra của Phương Nguyên, hải đảo trước mắt hắn gần như không có bí mật nào. Hắn nhận thấy hải đảo được bia công đức truyền tống đến vô cùng bình thường. Sản vật trên đảo nhỏ không nhiều, có một làng chài trú đóng, còn có một số người sinh sống. Có làng chài, tất nhiên sẽ có nguyên tuyền, đương nhiên cũng sẽ có cổ sư. Nhưng dựa theo hoàn cảnh cằn cỗi và nhân khẩu như thế này, có được cổ sư tứ truyền là cao rồi. Lần này, Phương Nguyên tiếp nhận nhiệm vụ thu thập dầu đen cống ngầm dưới đáy biển. Quả nhiên, trong quá trình điều tra của hắn, hắn rất nhanh phát hiện mép đảo có dấu hiệu tràn dầu đen ra ngoài. Đổi lại các cổ tiên khác, bọn họ nhất định sẽ ngay lập tức thu thập dầu đen dưới biển. Phương Nguyên không dự định làm như vậy, nhưng Phương Nguyên cũng không tính làm như vậy. Khi nhìn thấy bia công đức lần đầu tiên, hắn đã bắt đầu phỏng đoán dụng ý của nhà thổ tiên tôn. Ẩn hình biệt tích tiến vào làng chài, nhân khẩu của thôn này không nhiều, cổ sư cũng chỉ có 5-6 người. Tu vi cao nhất là một vị cổ sư tam truyền, không thể sánh bằng với sơn trại cổ nguyệt núi Thanh Mao. Năm đó, xung quanh sơn trại cổ nguyệt có gần 10 thôn trang phụ thuộc. Phương Nguyên trực tiếp tìm đến cổ sư tam truyền duy nhất trong thôn. Đây là một ông cụ, làn da xanh xao, mặt mũi nhăn nheo. Từ xưng hô của người khác đã tiết lộ thân phận thôn trưởng của ông. Phương Nguyên khá hài lòng. Quyền cao chức trọng, tuổi tác khá cao, biết mọi thứ tất nhiên là không ít. Sư hồn. Phương Nguyên sử dụng thủ đoạn tiên gia, bí mật của lão thôn trưởng lập tức bị bại lộ. Chỉ trong nháy mắt, Phương Nguyên nhận được rất nhiều tin tức, cực kỳ xác thực. Giống như hắn đã đoán, thôn trang nhỏ này rất bình thường. Thôn trang nhỏ giống như thế, xung quanh hải đảo có không ít. Làng chài nhỏ này xem ra không cất giấu điều gì kỳ quặc. Phương Nguyên tìm hiểu xong, lặng lẽ rời đi. Lão thôn trưởng chỉ cảm thấy hoảng hốt một chút. Sau khi hơi kinh ngạc, ông lại đi làm chuyện của mình. Thủ đoạn sư hồn của Phương Nguyên đối mặt với cổ sư phàm nhân thực sự cao hơn rất nhiều. Phương Nguyên âm thầm rời khỏi hải đảo, bay về phía hải đảo xung quanh. Nhưng cảnh tượng trước đó trên tấm bia công đức lại một lần nữa trình diễn trên người Phương Nguyên. Cho dù hắn nhìn thấy có một hòn đảo nhỏ nhô lên khỏi mặt biển, nhưng mặc cho hắn phi hành như thế nào, khoảng cách giữa hai bên không cách nào rút ngắn. Phương Nguyên thử đủ mọi cách vẫn tốn công vô ích. Trước kia nhà thổ tiên tôn tu hành âm đạo, về sau chuyên tu thổ đạo. Thủ đoạn chỉ xích thiên nhai này cũng là sở trường của ông ấy. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 2423 Người yêu nhất kiếp trước một. Trong lịch sử nhân tộc có không ít trận điển hình. Nhà thổ tiên tôn đứng yên tại chỗ, mặc cho kẻ địch ra tay. Nhưng quyền cước, sát chiêu của kẻ địch vẫn không bay được đến người của ông, cho dù khoảng cách nhìn thì rất ngắn. Ngoài ra, nhà thổ tiên tôn còn có một thủ đoạn khiến người ta phải hướng tới. Đó chính là tạo nên cõi yên vui. Cõi yên vui, đây chính là nguyên nhân tạo nên danh xưng nhà thổ tiên tôn của ông. Không ai biết cõi yên vui được tạo nên như thế nào, nhưng nhà thổ tiên tôn đã tạo nên rất nhiều cõi yên vui ở năm vực hai thiên. Cõi yên vui có một điểm đặc biệt rõ rệt nhất,
đó chính là vô tai vô kiếp. Động Thiên Long Kình hiển nhiên cũng đã được Nhạc Thổ Tiên Tôn điểm hóa, trở thành một cõi yên vui. Từ trong hồn phách của lão thôn trưởng trước đó, Phương Nguyên vơ vét tin tức cũng đã chứng minh được điểm này ở một mức độ rất lớn. Nếu có tai kiếp, cho dù lão thôn trưởng không cảm nhận được, lịch sử của thôn hẳn có ghi chép có liên quan, nhưng tất cả đều không tồn tại. Không đến được hải đảo khác, Phương Nguyên liền thay đổi hướng, lao thẳng xuống nước. Hắn không ngừng xâm nhập, áp lực nước biển lại càng thêm khổng lồ. Áp lực nước chính là nan đề cổ sư khai thác dầu phải đối mặt. Nhưng đối với cổ tiên bát truyền như Phương Nguyên mà nói, nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Đối với cổ sư mà nói, nước biển có lẽ rất sâu, nhưng với cổ tiên mà nói, nước biển lại rất cạn. Bên trong tầm mắt của Phương Nguyên rất nhanh xuất hiện một mảng dương chiều màu đen rất lớn. Nó giống như rong biển mọc dài từ đông sang tây. Cống ngầm dưới đáy biển này vô cùng hùng vĩ. Đảo nhỏ bình thường gần như nằm ngay biên giới cống ngầm. Từ tin tức khai thác được từ lão thôn trưởng, xung quanh đảo nhỏ đều có rãnh biển kéo dài. Dầu đen thừa thãi bên trong cống ngầm. Mặc kệ là cống ngầm bình thường hay là cống ngầm dưới đáy biển, dầu đen là một loại tiên tài, thuộc thực đạo, phẩm cấp rất cao, sản lượng nhiều, lại dễ khai thác. Đây giống như là một điểm đặc biệt của thực đạo. Sản lượng cao, giá tốt. Dầu đen có tác dụng rất lớn đối với tiên cương. Nếu vẩy dầu đen vào trong tử khiếu, có thể trì hoãn tốc độ vỡ vụn của phúc địa. Ngoài ra, công dụng đối với các cổ tiên khác cũng cực kỳ rộng, là nguyên liệu luyện cổ, thị trường rộng rãi. Một trong những hạng mục kinh doanh chủ yếu nhất của Cương Minh chính là dầu đen. Điều này giống như mua bán cổ can đảm của Phương Nguyên. Nhưng quy mô mua bán dầu đen còn lớn hơn so với cổ can đảm nhiều. Ở đây có khoảng 600 vạn cân dầu đen. Nếu ta toàn lực ra tay, chỉ trong nửa ngày là có thể vét hết không còn một mảnh. Nhưng ta lại không thể rời khỏi hòn đảo này quá xa. Mặc dù dầu đen có thể di chuyển nhưng chậm hơn so với tốc độ nước biển rất nhiều. Ta thu hoạch chỗ này xong, chờ dầu đen cống ngầm khác chảy xuống, sau đó lại khai thác, hiệu suất sẽ rất thấp. Bản thân dầu đen rất dễ thu thập. Đương nhiên điều này là đối với cổ tiên. Đối với cổ sư phàm nhân thì khá khó khăn. Còn có một phân loại đặc biệt, đó chính là cổ sư khai thác dầu. Bọn họ chuyên xâm nhập cống ngầm, vớt dầu đen bên trong. Kỹ xảo kiếm ăn này thường là gia truyền. Cổ sư khai thác dầu có một bộ cổ trùng phối hợp lẫn nhau có thể thu lấy dầu đen. Mặc dù chiến lực của bọn họ không mạnh, nhưng bởi vì thứ thu hoạch là tiên tài, tài lực giàu có, địa vị khá cao nên rất được hoan nghênh. 500 năm trước của Phương Nguyên, hắn đã từng làm cổ sư khai thác dầu ở Đông Hải. Trong khoảng thời gian đó, hắn thiếu chút nữa đã trở thành con rể của một vị cổ sư khai thác dầu lão làng. Thủ đoạn khai thác dầu cũng là vị cổ sư già này truyền cho hắn. Lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước. Cổ sư trên đảo chủ yếu dựa vào thu thập dầu đen để tu hành và sinh tồn. Lão thôn trưởng Phương Nguyên siêu hồn là cổ sư khai thác dầu lợi hại nhất trong làng. Cho dù tuổi tác đã lớn, nhưng hàng năm ông đều xuống biển để khai thác. Lúc này nhìn thấy dầu đen, trong đầu Phương Nguyên không tự chủ được hiện ra ký ức kiếp trước. Hắn đã từng làm cổ sư khai thác dầu, xâm nhập vào nước biển khai thác dầu đen. Có thể nói như dẫm trên tấm băng mỏng, nơm nớp lo sợ. Trước, hắn cần giải quyết vấn đề hô hấp. Tiếp theo, hắn không thể xâm nhập vào nước biển quá sâu. Áp lực nước có thể ép bể hắn. Sau đó, nước biển cũng không bình tĩnh, có rất nhiều mãnh thú. Cuối cùng, thu thập dầu đen còn cần thủ đoạn độc môn. Phàm nhân thu thập tiên tài, sao lại không có thủ đoạn độc môn chứ? Nhất là dầu đen. Nếu không thu thập thỏa đáng, sẽ ô nhiễm cơ thể cổ sư. Cổ sư ngoan cố không rửa sạch, một lúc sau sẽ bốc mùi hôi thối không chịu được, đồng thời còn ăn mòn dần dần nhục thân cổ sư. 500 năm kiếp trước, Phương Nguyên đã bị dầu đen làm ô nhiễm. Vị cổ sư truyền thụ phương pháp khai thác cho hắn cố ý giữ lại, ý định buộc hắn trở thành con rể của mình. Lúc đó, hắn rất tức giận, cảm giác bị người ta tính kế. Nhưng bây giờ nhớ lại, Phương Nguyên không khỏi cười khổ một tiếng.
Dưới gối cổ sư không có con trai, không người kế tục, chỉ có thể ra hạ sách này, bất đắc dĩ truyền thủ đoạn lại cho cổ sư người ngoài như Phương Nguyên. Ông cũng chỉ là bất đắc dĩ, ẩn tàng thủ đoạn, lưu lại một tay có lỗi gì chứ, là chuyện thường tình mà thôi. Ngay lúc đó, Phương Nguyên có cảm giác thân hãm tuyệt cảnh và cùng đường mạt lộ. Không có thủ đoạn đặc biệt, không cách nào thanh trừ dầu đen ô nhiễm. Cho dù hắn biết, hắn phải có một loạt cổ trùng mới được. Hai thứ này như lạch trời buộc hắn phải cúi đầu. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên lại có tâm cảnh như lúc trước. Lúc trước, hắn rất lo lắng và thống khổ, lại hướng tới lợi nhuận khai thác dầu đen. Hắn đã từng thề, nếu có năng lực, nhất định hắn sẽ thay đổi hiện trạng. Ví dụ như cổ trùng thủy đạo có thể giúp hắn tự do lặn dưới biển, vô cùng linh hoạt. Hoặc như tạo ra một số cổ trùng có thể chống lại áp lực nước biển. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 2424 Người yêu nhất kiếp trước 2. Bây giờ năng lực của hắn đã đủ, tiên cổ cũng có một nắm lớn, có thể tùy tiện luyện ra rất nhiều phàm cổ ưu tú. Nhưng hắn lại hoàn toàn không cần những cổ trùng đó nữa. Nhân sinh có rất nhiều bất đắc dĩ chính là như vậy. Khi đối mặt với những thứ cần thiết thì chẳng có cách để lấy. Đợi đến khi có thể giải quyết thì không còn cần nữa. Cho nên, mấy chuyện ngủ gật đưa gối đầu có thể nói là một loại cơ duyên. Khi gặp phải chân quý. Lúc trước, khi ta thu thập dầu đen, suýt chút nữa đã bỏ mình. Nhưng phúc họa tương y, trước khi sắp chết ta lại gặp Mạt Nhi. Từ góc độ này mà nói, vị cổ sư già đó cũng xem như đã làm được chuyện tốt. Khóe miệng Phương Nguyên nhếch lên nụ cười thâm trầm phức tạp. Trong lòng của hắn xuất hiện một cái bóng trắng. Diện mạo của nàng lúc mơ hồ lúc rõ ràng. Nàng họ Tả, tên Hàm Mạt, Tả Hàm Mạt. Cái tên này Phương Nguyên chưa bao giờ quên, bởi vì đó là người mà hắn yêu nhất kiếp trước. Mấy ngày sau, thủy triều lên xuống nện vào đá ngầm, kích lên ngàn vạn bọt nước. Dùng một câu không dễ nghe để nói, hải đảo vô danh có thể nói là rừng thiêng nước độc. Diện tích toàn bộ hải đảo không lớn, phần lớn là cống ngầm dầu đen. Bởi vì bên trong cống ngầm thừa thải dầu đen, dẫn đến tài nguyên tu hành các lưu phái khác bị áp chế, sản vật khó sinh trưởng. Con người chính là vô tận, cho nên nhân đạo tổn hại không đủ mà bổ có thừa, mạnh được yếu thua. Thiên đạo là tổn hại có thừa mà bổ không đủ, cân nhắc đến vạn vật cân bằng. Chính bởi vì có loại tiên tài dầu đen tồn tại, tài nguyên khác của hòn đảo vô danh rất khó sinh trưởng. Mấy trăm năm qua, quy mô làng trài vẫn như vậy, cũng chỉ cung cấp cho những cổ sư có vị trí, ít càng thêm ít. Lúc này, tại khu vực trung tâm làng trài, trong nhà thôn trưởng, Phương Nguyên và một vị cổ sư nhị truyền đang đánh nhau. Ầm ầm ầm. Sau một vài tiếng nổ, thủy dịch văng khắp nơi, vị cổ sư trung niên nhị truyền bị xối ướt sũng nằm tê liệt trên mặt đất. Phương Nguyên dùng diện mạo sở doanh, dù bận vẫn ung dung đứng ngay tại chỗ, chắp hai tay sau lưng, mỉm cười. Lúc này luận bàn mới kết thúc, Phương Nguyên đứng im, một bước cũng không bước qua. Cổ sư trung niên nhị truyền vất vả đứng lên, chắp tay hành lễ. Sở đại sư thủ đoạn phi phàm, tại hạ bội phục, cảm tạ sở đại sư đã chỉ điểm. Ông ta thật sự tâm phục khẩu phục. Mấy ngày trước, Phương Nguyên cố ý ngụy trang thành cổ sư tứ truyền, đường hoàng tiến vào làng trài nhỏ, bắt đầu tiếp xúc với cổ sư nơi này. Lúc đó, sự xuất hiện của hắn đã dẫn đến một trận oanh động. Làng trài này vốn dĩ rất ít khi có người lạ đến, nhất là còn đến một người. Phương Nguyên dùng thân phận cổ sư Vân Du, tình cờ đến ngôi làng trài nhỏ này. Nhưng hắn đến đã làm rối loạn cuộc sống vốn yên bình của làng trài. Cho dù là phàm nhân không biết về cổ sư tu hành, nhưng họ cũng biết có một vị cổ sư thực lực cường đại đến thôn của họ, cổ sư Vân Du. Loại cổ sư du lịch bốn phía này, không có chỗ cố định, thường hay đi một mình nhưng cũng có khi kết thành nhóm 2-3 người. Cổ sư Vân Du thường hay có thực lực cường đại, đồng thời nhược điểm còn rất ít. Đây là điều rất hiển nhiên. Hoàn cảnh bên ngoài rất không an toàn,
cổ sư Vân Du có thể du lịch bốn phía, đương nhiên phải có bản lĩnh cứng rắn. Bản lĩnh đó không chỉ là chiến lực đơn thuần, mà còn cuộc sống thường ngày, ẩm thực, đi đường, nuôi nấng cổ trùng. Không có thực lực hùng hậu, không làm được cổ sư Vân Du đâu. Cho nên Phương Nguyên vừa xuất hiện đã dẫn đến sự cảnh giác cao độ của các cổ sư trong làng trài. Khí tức cổ sư thất truyền của Phương Nguyên khiến bọn họ vô cùng kiêng kỵ. Lần đầu tiên gặp mặt, Phương Nguyên đã công bố cổ trùng mình cần nuôi, yêu cầu lão thôn trưởng cung cấp cổ tài. Lão thôn trưởng là cổ sư tam truyền duy nhất bên trong làng trài, đã từng bị Phương Nguyên siêu hồn. Ông không dám từ chối thỉnh cầu của Phương Nguyên, đành phải đồng ý. Luận bàn kết thúc, cổ sư trung niên nhị truyền tìm đến lão thôn trưởng. Đóng lại cửa phòng, thả cổ trùng canh gác, hai người bắt đầu mật đàm. Vị cổ sư trung niên không nói lời nào, gương mặt đắng chát và ưu sầu. Lão thôn trưởng cười nói, bây giờ ngươi đã biết sự cường đại của Sở đại sư rồi sao? Cổ sư trung niên liên tục gật đầu. Thực lực của Sở đại sư thâm bất khả chắc, chúng ta có hợp lực phản kháng cũng tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Nói xong, ông ta không cam tâm nhìn thôn trưởng, nhưng chúng ta cứ để mặc cho hắn yêu cầu cổ tài sao? Hắn thiếu cổ trùng là chuyện của hắn, tại sao lại đổ lên đầu chúng ta? Quan trọng nhất, kho tàng tích lũy mấy đời của chúng ta cứ như vậy mà bị hắn móc rỗng trong vòng mấy ngày qua. Lão thôn trưởng im lặng một chút, lúc này mới ý vị thâm trường nói, cổ sư Vân Du có một lệ cũ, đến một nơi thì đổi lấy cổ tài để nuôi cổ trùng của mình. Thường thực lực của những vị cổ sư này rất cường đại, cho nên thế lực bình thường cũng sẽ không từ chối, tích cực phối hợp, kết một thiện duyên. Lần này xem như chúng ta kết thiện duyên đi. Vị cổ sư trung niên không khỏi nhướng mày, trong giọng nói xen lẫn sự tức giận, thôn trưởng đại nhân cũng đã nói là đổi. Nhưng vị Sở đại sư này lại trực tiếp yêu cầu, hoàn toàn chẳng đem thứ gì ra để đuổi cả. Vậy ngươi nói chúng ta phải làm sao bây giờ? Chúng ta còn có thể làm gì được chứ? Lão thôn trưởng nhìn vị cổ sư trung niên. Vị cổ sư trung niên lập tức ngẩn ra. Im lặng mấy giây, cơn tức giận của ông ta tiêu tán vô tung. Lưng eo đang thẳng tắp chợt khom xuống. Gương mặt chỉ toàn là đắng chát, thống khổ và bất đắc dĩ. Hỏa hầu đã đến rồi. Một bên khác, Phương Nguyên khẽ cười. Cuộc nói chuyện của cổ sư trung niên và lão thôn trưởng đều nằm trong tầm theo dõi của Phương Nguyên. Thậm chí toàn bộ nhất cử nhất động của làng trài, hắn đều nhất thanh nhị sở. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 2425 Cổ thủy xác. Mấy ngày trước, hắn tiến vào biển sâu muốn thu thập dầu đen bên trong cống ngầm. Nhưng về sau, linh quang chợt lóe lên trong đầu hắn. Hắn liền thay đổi suy nghĩ của mình. Phương Nguyên bỗng nhiên ngộ ra, thu lấy dầu đen không tính là gì. Trọng điểm là chân truyền nhạc thổ tiên tôn, không ngại thăm dò tình huống một phen. Cho nên, Phương Nguyên liền đổi phương thức, dựa vào thân phận cổ sư Vân Du chính thức tiếp xúc với làng trài nhỏ. Hôm sau, lão thôn trưởng thấy Phương Nguyên chủ động tìm đến cửa, trong lòng sầu khổ vạn phần, nhưng ngoài mặt thì cười rất tươi, Sở đại sư còn cổ tài gì cần nữa không? Phương Nguyên mỉm cười, lão trượng, đa tạ ngươi khoản đãi, ta phải đi rồi. Lão thôn trưởng sững sờ, trong lòng chợt dâng lên niềm vui sướng vô hạn. Nhưng ông cố gắng khắc chế, Sở đại sư đi vội như vậy sao? Vì sao không ở thêm mấy ngày nữa? Cũng để cho chúng ta tận thêm chút tình nghĩa chủ nhà. Phương Nguyên lắc đầu, cố ý trêu chọc, lão trượng, mấy ngày qua thật sự làm phiền các người quá. Nếu còn ở nữa, chỉ sợ bọn họ cũng không phải tìm ta luận bàn mà là muốn liều mạng với ta. Lão thôn trưởng giật mình, chợt cười khổ, thì ra đại sư đều biết hết. Phương Nguyên nói, ta hành tẩu bên ngoài nhiều năm như vậy, tại sao không biết được tâm tư của mọi người chứ? Nhưng ta chưa từng ức hiếp người nhỏ yếu, cho nên trước khi ta đi, ta muốn giao cho các người một vài thứ. Lão thôn trưởng vui mừng, nhưng lại có chút nửa tin nửa ngờ, hai tay đong đưa, đại sư, không cần như vậy.
ngài đúng là quá khách sáo rồi. Mau gọi tất cả cổ sư đến đây đi. Phương Nguyên thu lại nụ cười, thản nhiên nói. Một lát sau, trong phòng lão thôn trưởng, gần như tất cả các cổ sư đều có mặt. Người vắng duy nhất là vị cổ sư trung niên đã luận bàn ngày hôm qua. Đúng là không khéo, hắn ta vừa mới xuống biển thu thập dầu đen, chỉ sợ hôm nay phải bỏ lỡ rồi. Lão thôn trưởng thay mặt xin phép. Phương Nguyên nhìn ông thật sâu rồi mỉm cười. Lão thôn trưởng quá lo lắng rồi. Mời các vị xem qua con cổ trùng này. Phương Nguyên duỗi hai tay, lộ ra một con phàm cổ nhị chuyển. Con cổ trùng này có hai màu lam trắng, hình như vò sò, to như vòng ngọc. Phương Nguyên nói tiếp, đây là cổ thủy xác, có thể hình thành một tầng thủy xác trên người cổ sư, có thể chống lại áp lực nước biển. Chỉ cần dùng con cổ trùng này, mọi người có thể lặn xuống 6 dặm nước biển. Cổ sư trong phòng không khỏi lên tiếng. Cổ trùng nhị chuyển có thể xuống sâu 6 dặm biển. Cổ thủy xác, vì sao ta chưa từng nghe qua? Phương Nguyên mỉm cười, các vị không ngại thử một chút. Sau khi thử xong, các cổ sư đều ngạc nhiên và mừng rỡ. Bọn họ phát hiện con cổ trùng này còn có một ưu điểm rất tốt. Đó chính là tiêu hao chân nguyên rất ít. Đây là một con cổ nhị chuyển rất chân quý. Có người kích động đến giọng nói run lên. Đáng tiếc chỉ có một con. Có người chậc lưỡi. Người vừa lên tiếng lập tức bị lão thổ trưởng trừng mắt một cái. Phương Nguyên bật cười. Các người yên tâm đi. Người nào cũng sẽ có. Nói xong, hắn móc ra rất nhiều cổ thủy xác. Quả nhiên người nào cũng có phần. Gần 10 con cổ thủy xác đã được phân chia. Chỉ còn một con còn lưu trong tay Phương Nguyên. Hắn đưa nó cho lão thôn trưởng. Cái này, ông thay ta giao cho hắn ta. Lão thôn trưởng cảm động vô cùng, nghẹn ngào tạ lỗi, là lão hủ sai rồi. Sở đại nhân, ngài là người khoan hậu. Phương Nguyên bảo lão thôn trưởng triệu tập toàn bộ cổ sư trong thôn. Lão thôn trưởng sợ Phương Nguyên một mẻ hốt gọn, lúc đó sẽ không biết phải làm sao. Không phải là không có khả năng này, biết người biết mặt không biết lòng, huống hồ chỉ là người ở chung 2-3 ngày. Cho nên lão thôn trưởng liền bí mật sắp xếp cho vị cổ sư trung niên có hy vọng tiếp nhận vị trí của ông ở một chỗ an toàn, sợ Phương Nguyên mặt người dạ thú. Phương Nguyên tặng cổ thủy xác khiến lão thôn trưởng vui mừng không thôi, xen lẫn là hổ thẹn. Nhưng Phương Nguyên lại không để bụng. Đây là cổ phương cổ thủy xác, giao hết cho mọi người. 10 cổ phương đều được giao cho cổ sư ở đây. Các cổ sư như phát mộng. Tặng cổ trùng và tặng cổ phương là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau. Sở đại sư, cái này ta biết phải làm sao? Lão thôn trưởng tiếp nhận cổ phương, hai tay run lên. Không sao, mọi người không ngại có thể xem qua nội dung cụ thể. Phương Nguyên khoát tay nói. Mọi người vội vàng nhìn lại. Rất nhanh có người cả kinh kêu lên. Trời ơi, thì ra cổ tài hạch tâm của cổ thủy xác chính là ốc sên vân tay trên bờ cát phía tây. Tất cả cổ tài bên trong cổ phương đều là sản vật mà bổn đảo có. Có người lại kinh hô. Phương Nguyên gật đầu. Ta cũng có một chút tâm đắc về luyện cổ. Mấy ngày qua, ta luận bàn với các vị cổ sư, cũng hiểu được cuộc sống và tu hành của mọi người. Ngoài ra, ta cũng tuần sát hải đảo, xem có cổ tài nào thích hợp có thể sử dụng không. Ta sáng chế ra cổ phương này là để cho các người, vì thế các người hãy nhận lấy đi. Vừa mới nghe xong, Phương Nguyên chợt nghe bịch một tiếng, đảo mắt nhìn lại là lão thôn trưởng quỳ dưới đất. Lão thôn trưởng bái Phương Nguyên một cái. Lão hủ có mắt không tròng, không biết được sở đại sư lại có tạo nghệ luyện cổ thiên đại như vậy. Lão hổ càng hổ thẹn hơn khi hiểu lầm lòng tốt của đại sư. Lão thôn trưởng còn chưa nói xong đã được Phương Nguyên đỡ dậy. Sau đó, ông nhìn Phương Nguyên mỉm cười nói với ông, lão trượng nói cái gì vậy chứ? Ta là người từ trước đến nay đều tích thủy tri ân, dũng tuyền tương báo. Ta có được cổ tài từ tay lão trượng cũng đã giải quyết nan đề rất lớn của ta. Chúng ta gặp nhau âu cũng là duyên phận, phải biết quý trọng. Nhưng ta chỉ vừa mới sáng chế ra cổ thủy xác, còn hiệu dụng như thế nào, ta cũng không rõ lắm. Mọi người không ngại chọn ra vài người cùng ta xuống biển thu thập dầu đen, xem hiệu quả thực tế như thế nào. Nào dám không tòng mệnh.
Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 2426, thu thập dầu đen 1. Sóng nước mơ hồ dập dờn trước mặt, vô cùng yên tĩnh. Một đám cổ sư dần dần xâm nhập vào đáy biển. Tia sáng trên đỉnh đầu dần dần giảm bớt. Nước biển bốn phương tám hướng mang đến áp lực càng lúc càng lớn. Bắt đầu có người thôi động cổ thủy xác. Cổ thủy xác do Phương Nguyên luyện chế tất nhiên hiệu quả chắc tuyệt. Chỉ trong nháy mắt, cổ sư làng chài đều cảm thấy áp lực hạ xuống. Toàn thân nhẹ nhõm, giống như được tháo bỏ gần trăm cân gánh nặng. Các cổ sư vừa sợ hãi lẫn vui mừng. Cho dù bọn họ đã sớm thí nghiệm qua trong phòng thôn trưởng, nhưng lúc này, bỗng có người phát ra tín hiệu cảnh báo. Một đàn nhện biển đánh tới bọn họ. Tốc độ lặn của nhện biển rất nhanh. Một khi gặp được con mồi, bọn chúng sẽ phân tán ra, từ trong cơ thể phun ra từng sợi tơ cứng cáp buộc chặt con mồi, sau đó tàn sát. Nhìn thấy một đàn nhện biển lao tới, sắc mặt cổ sư làng chài đều trở nên trắng bệch. Ngay cả vị cổ sư tam truyền cũng phải hoảng sợ, không cách nào trấn tĩnh. Quy mô nhện biển rất lớn, đồng thời am hiểu nhất chính là lấy nhiều đánh ít, lấy yếu chống mạnh. Rất nhiều mãnh thú trong biển đều bị bọn chúng cuốn lấy, cuối cùng chết thảm. Ngay cả cổ sư tam truyền cũng không phải đối thủ của chúng. Nguy hiểm dưới đáy biển thật sự nhiều lắm. Nhìn từ ngoài mặt, mặt biển sóng êm gió lặng, nhưng trên thực tế là ám lưu hung dũng, sát cơ bốn phía. Không sao, Phương Nguyên truyền âm. Trong thời khắc mấu chốt, hắn vung tay lên. Sau một khắc, cổ sư làng chài mở to mắt thiếu chút nữa rớt cả tròng. Chỉ thấy một dòng nước lớn thành hình nhào vào đàn nhện. Sau đó hóa thành một vòng xoáy khổng lồ giống như vòi rồng, cuốn tất cả nhện biển vào trong. Đi mau, ta trèo trống không được bao lâu đâu, Phương Nguyên cố ý nói. Cổ sư làng chài bừng tỉnh, vội vàng tiếp tục chìm xuống. Sau khi đạt đến khoảng cách an toàn, các cổ sư mới ngửa đầu nhìn lên. Vòng xoáy to lớn bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Nhện biển bị xoay đến thất điên bắt đảo. Chí lực của bọn chúng cực kỳ thấp, tuân theo bản năng mà hành động. Không còn con mồi, bọn chúng liền tập trung lại. Sau đó tiếp tục tiến về phía trước. Tảng đá trong lòng các cổ sư như buông xuống. Ánh mắt nhìn Phương Nguyên mang theo sự sùng bái và kính sợ. Không ít cổ sư đã từng giao thủ với Phương Nguyên lúc này mới phát hiện, thì ra chiến lực Sở Doanh đại sư lại mạnh đến như vậy. Quan trọng nhất, phương thức mà hắn dùng cũng rất sáng suốt. Nếu đại sát trong nước biển, huyết tinh sẽ càng chọc nhiều phiền phức hơn. Chỉ có khốn mà không giết mới thể hiện sự cay độc. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, có Phương Nguyên hộ tống, những cổ sư này không hề gặp chút phong hiểm. Nhện biển chỉ là một trong những nguy hiểm ẩn núp dưới đáy biển. Cổ sư khai thác dầu đối mặt với mãnh thú không dưới trăm loại. Có đôi khi gặp phải hải lưu đặc biệt chỉ có thể mặc cho nước chảy bèo trôi. Lộ trình sau đó, mặc dù thỉnh thoảng xuất hiện phiền toái nhưng không còn tai họa ngập đầu như nhện biển nữa. Một phen vất vả, rốt cuộc mọi người cũng lặn xuống cống ngầm. Cũng không cần xâm nhập vào bên trong cống ngầm, tài nguyên dầu đen ở đây khá hậu hĩnh. Cho đến nay vẫn không hề có cổ tiên đến khai thác. Bên trong cống ngầm là dầu đen kịt, đồng thời còn có rất nhiều dầu đen tràn ra ngoài. Những vũng dầu đen giống như bạch tuộc thò những xúc tu to lớn của mình ra ngoài, hoặc giống như tường thành rong biển đan vào nhau, lộn xộn không chịu nổi. Cổ sư làng chài vội vàng thôi động cổ trùng, cẩn thận đến gần chỗ dầu đen tràn ra ngoài. Bọn họ bắt đầu thu thập dầu đen giống như những con ong mật cần củ. Phương Nguyên cũng không ra tay, đứng cách đó không xa, lặng lặng quan sát. Cổ trùng chuyên để thu thập dầu đen gần như đều là cổ hạch tâm, cổ bản mệnh của cổ sư. Lúc trước Phương Nguyên tiếp xúc cũng không hỏi thăm những thứ này, bởi vì đó là điều kiêng kỵ. Nhưng với ánh mắt của hắn bây giờ, chỉ cần nhìn thoáng một chút là biết. Cảnh giới chuẩn vô thượng đại tông sư luyện đạo cũng không phải nói đùa. Xung quanh hải đảo vô danh, tài nguyên đứng nhất chính là dầu đen. Đợi ta sử dụng dầu đen làm nguyên liệu, luyện ra cổ trùng giao cho bọn họ, mới có thể giúp cho hiệu suất khai thác dầu của bọn họ tăng vọt. Đang nghĩ ngợi, một đàn cá mập tể bối lao đến. Đám cá mập há cái miệng máu của mình,
bên trong toàn là vỏ sò lởm chởm màu trắng làm thành răng nhọn. Cá mập tể bối rất đặc biệt. Bọn chúng sinh ra không có răng. Trong quá trình trưởng thành, bọn chúng sẽ ngậm vỏ sò trong bùn cát vào miệng. Dần dà, đám vỏ sò sẽ xem lợi của cá mập như thổ nhưỡng để sinh sống. Ở càng lâu, bọn chúng lại càng cứng. Cá mập tể bối dùng vỏ sò như răng cắn xé con mồi còn muốn lợi hại hơn cá mập bình thường. Loại quan hệ cộng sinh kỳ diệu này khiến cho cá mập tể bối còn nhỏ có chiến lực yếu ớt. Nhưng sau khi trưởng thành, bọn chúng sẽ nhảy lên vị trí bá chủ trong loài cá mập. Đám cá mập đang nhào đến này, mặc kệ là cá thể hay số lượng đều mạnh hơn so với đàn nhện trước đó. Nhưng nhóm cổ sư làng chài lại không hoảng sợ. Bọn họ xuyên thẳng qua một đám dầu đen tràn ra ngoài, di chuyển rất linh hoạt. Khi thì bọn họ dùng dầu đen đào được phun ra, bố trí chướng ngại. Đám cá mập tể bối truy sát cổ sư đều có hình thể khổng lồ, di chuyển không tiện trong dầu đen. Một khi bị dầu đen dính thân, tốc độ sẽ giảm, thậm chí còn bị đính vào trong dầu đen. Có dẫy đến mấy cũng không tránh thoát được. Cổ sư làng chài lợi dụng địa lợi, rất nhanh biến đám cá mập tể bối như đồ ăn đút cho rãnh biển dầu đen. Đám cá mập dãy giụa cho đến khi không còn khí lực, bị dầu đen chậm rãi bao trùm, cho đến khi hoàn toàn nuốt hết. Bình thường mà nói, dầu đen sẽ tiêu hóa một khoảng thời gian rất dài mới có thể ăn mòn đám cá mập tể bối này. Mỗi một tấc thịt, xương cốt của bọn chúng sẽ trở thành dầu đen hoàn toàn mới. Dầu đen chính là tiên tài, bản thân có được đạo ngân thực đạt. Nó cũng không an toàn. Cống ngầm tràn ngập dầu đen chính là một khối hiểm địa. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 2427 Thu thập dầu đen 2. Phương Nguyên nhìn thấy, trong lòng âm thầm cảm khái. Hắn không khỏi nhớ lại 500 năm trước lần đầu tiên hắn nhìn thấy dầu đen nuốt chửng con mồi. Từ hôm đó, hắn liên tục mấy ngày đều gặp ác mộng, mơ thấy mình bị dầu đen dính, chậm rãi nuốt chửng. Không ai có thể cứu được. Nói, chung cổ sư khai thác dầu đen sẽ kết bạn mà đi. Chính là sợ trong quá trình thu thập, cổ sư bị dầu đen dính chặt dẫn đến mất mạng. Những cổ sư làng chài cũng không thành quần kết đội thái quá trong quá trình khai thác dầu đen. Thứ nhất, dễ dẫn đến tranh chấp. Thứ hai, nếu gặp tình huống nguy hiểm, rất dễ toàn quân bị diệt. Hiện tại, cổ sư làng chài thành đội như thế này là tình huống đặc biệt. Ta đề nghị các ngươi hãy thả đám cá mập tể bối bị nhốt kia ra ngoài. Bọn chúng đều là cổ tài, ta có thể sử dụng. Phương Nguyên truyền âm. Sở đại sư, đám cá mập tể bối này đã bị dính dầu đen. Lão thôn trưởng do dự nói, yên tâm đi, ta có cách để rút dầu đen ra ngoài. Tin ta đi, đám cá mập tể bối này sẽ có sự trợ giúp rất lớn đối với các người. Phương Nguyên cười nói, hắn vừa lúc nghĩ ra được một cổ phương có thể sử dụng cá mập tể bối như cổ tài chủ yếu. Nếu không có cổ thủy xác, đám cổ sư làng trài sẽ không tin tưởng hắn. Nhưng Phương Nguyên đã cho thấy thực lực, lão thôn trưởng không còn do dự, lại hạ lệnh. Các người cũng nghe rồi đó, còn không mau đi làm. Nhưng nhất định phải cẩn thận, chúng ta không được dính vào dầu đen. Nếu dính vào, rất khó xử lý. Không chỉ là phiền phức mà cái giá bỏ ra không nhỏ. Dù sao dầu đen cũng là tiên tài. Một khi dính vào, đạo ngân thực đạo sẽ khắc ấn lên người cổ sư. Nội ảnh hưởng của đạo ngân dị chủng bài xích nhau cũng đã đủ chí mạng rồi. Huống chi cổ sư phàm nhân không chịu nổi sự ăn mòn của dầu đen. Các người yên tâm đi. Nếu trên người dính dầu đen, ta cũng có thể chỉ cho các người cách giải trừ 100%. Phương Nguyên nói. Câu nói này của hắn khiến mọi người vui mừng quá đỗi, nhưng cuối cùng cũng không ai dám đánh cược. Đám cổ sư cẩn thận từng chút một, chỉ sợ nhiễm phải dầu đen khiến bọn họ vừa hận vừa yêu. Từng con cá mập tể bối được lấy ra, đa số bọn chúng đều còn chưa chết, vẫn còn sinh cơ. Rơi vào bên trong dầu đen, trong thời gian ngắn vẫn không bị ngạt thở mà chết. Lúc này, một tình huống nho nhỏ ngoài ý muốn phát sinh. Xem ta bắt được gì này. Ở đây có một giao nhân bị nhốt.
một cổ sư đẩy ra ngoài thi thể của một giao nhân. Toàn thân người này đều là dầu đen sền sệt, không còn rõ dung mạo, chỉ mơ hồ từ hình thể nhìn ra đây là nữ. Dường như nàng ta vẫn còn khí tức. Cổ sư cứu giao nhân ra bất ngờ nói: "Để cho ta." Phương Nguyên ra tay. Các cổ sư chấn kinh, bởi vì bọn họ nhìn thấy dầu đen giống như đứa bé ngoan ngoãn vội vàng tách khỏi cơ thể giao nhân, tập trung đến trước mặt Phương Nguyên, ngưng tụ thành một quả cầu màu đen thật lớn. Sở đại sư quả nhiên thâm bất khả trắc. Thủ đoạn như vậy, mỗi lần có thể thu thập bao nhiêu dầu đen chứ? Các cổ sư vừa hâm mộ vừa khát khao, đồng thời càng thêm tôn kính Phương Nguyên. "Vì thế các ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, các ngươi sẽ bình yên vô sự." Hành động của Phương Nguyên thuần túy chỉ để mọi người yên tâm. Nhưng sau một khắc, nụ cười của hắn bỗng nhiên cứng lại. Ánh mắt của hắn dừng trên mặt giao nhân, hiếm khi thất thần. "Mạt Nhi, đến độ sâu này, nước biển như phủ một màu đen kịt, nhưng trong tầm mắt của Phương Nguyên lại đều là màu xanh. Tốt, con cổ đồi được rất hữu dụng. Có nó, ta có thể miễn cưỡng nhìn thấy vật dưới biển sâu." Trong lòng Phương Nguyên hơi vui. Tình huống dưới biển sâu phức tạp, nhiều khi không thể mù quáng thúc lên ánh sáng. Ai cũng không biết sẽ dẫn đến kẻ săn mồi nào. Bên trong màu xanh có mấy luồng màu đen thâm trầm, tất nhiên là dầu đen rồi. Dầu đen giao thoa lại với nhau, dây dưa, giống như một đám cự mãng. Nó gần như đứng im nhưng vẫn đánh vào thị giác của người ta thật mạnh. Phương Nguyên hít sâu một hơi, mang cá hai bên gương mặt không ngừng mấp máy, lấy không khí trong nước biển giúp Phương Nguyên sinh tồn. "Bình tĩnh lại, Phương Nguyên." Cẩn thận tiếp cận dầu đen, hai tay hắn chậm rãi vươn ra, khi còn cách dầu đen khoảng một thước thì dừng lại. Sau đó, hắn thôi động cổ trùng, lòng bàn tay của hắn ngưng tụ hai luồng lam quang. Hai luồng lam quang tạo thành một cột sáng nho nhỏ chiếu vào dầu đen. Từng luồng dầu đen thuận theo cột sáng màu lam được hấp thu ra ngoài, dung nhập vào lòng bàn tay Phương Nguyên. Lòng bàn tay Phương Nguyên giống như có hai cái lỗ nhỏ không đáy, không ngừng hấp thu dầu đen. Thời gian chậm rãi trôi qua, Phương Nguyên vẫn luôn duy trì cảnh giác cao độ. Hắn không chỉ duy trì điều tra xung quanh, đồng thời còn chú ý chân nguyên dự trữ trong không khí. Bởi vì đồng thời thúc mấy con cổ trùng, chân nguyên Phương Nguyên tiêu hao không ít. Sau đó không lâu đã đạt đến cực hạn, đến lúc thu tay lại, lên mặt biển nghỉ ngơi dưỡng sức. "Hải, tư chất của ta không đủ, nếu có tư chất loại giáp, hoàn toàn có thể kéo dài thời gian hơn." Trong lòng Phương Nguyên cảm thấy đáng tiếc, đồng thời quyết định ngừng thôi động cổ trùng, tích cực rút lui. Nhưng trong quá trình rút lui, một việc ngoài ý muốn phát sinh. Đột nhiên, từ trong mặt nước yên tĩnh truyền đến một cự lực đánh bay Phương Nguyên ra ngoài. "Không ổn rồi, bị hải lưu va chạm." Trong lòng Phương Nguyên run lên, vội vàng thôi động cổ trùng muốn chạy thoát. Hải lưu va chạm nhìn qua chẳng khác nào nước biển bình thường, nhưng khi gặp sinh mệnh, nó sẽ phát ra lực va đập rất lớn. Ầm ầm ầm. Phương Nguyên trong quá trình trốn tránh liên tiếp bị hải lưu va chạm đụng vào, gãy 4-5 khúc xương trên người, mũi miệng đều tràn ra máu tươi. Phương Nguyên cắn răng, hai mắt mở đến căng tròn, tràn ngập tơ máu, suy nghĩ trong đầu như thiểm điện, liều mạng tìm kiếm đường ra cho mình. Nhưng trạng thái của hắn đang không ổn, chân nguyên tiêu hao rất nhiều, đồng thời quy mô hải lưu va chạm rất lớn. Phương Nguyên không có biện pháp có thể sử dụng, chỉ có thể dựa vào vận khí để trốn tránh. Các bạn đang nghe chuyện Cổ Chân Nhân tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2428, Phương Nguyên được cứu một. Rất nhanh, chân nguyên của Phương Nguyên đã hao hết, bị một hải lưu va chạm đụng vào dầu đen đằng sau. "Chẳng lẽ ta phải chết ở chỗ này sao?" Phương Nguyên không cách nào tránh thoát, chỉ có thể ngồi nhìn mình bị dầu đen dính chặt, sau đó dần dần bị nuốt chửng. Chân nguyên đã hoàn toàn khô cạn, mang cá là nhờ cổ trùng biến hóa đạo tạo thành, còn có thể chèo chống được một chút, nhưng cái này cũng chỉ là kéo dài hơi tàn. "Đây là thời khắc cuối cùng của ta." "Hải,
ta còn muốn thu thập nhiều dầu đen một chút, tích lũy tài phú đến hải thì đổi lấy phương pháp có thể giải quyết dầu đen ăn mòn trên người. Bây giờ thì tốt rồi, ta không cần phải buồn phiền vì chuyện này nữa. Ha ha ha. Phương Nguyên cười khổ không thôi, không khỏi chìm vào tuyệt vọng. Cuối cùng, hắn bị dầu đen bao phủ hoàn toàn, cơ thể dần dần bị dầu đen nuốt chửng. Ta phải chết rồi sao? Cái chết đang đến gần. Nhưng trong lòng Phương Nguyên lại rất yên tĩnh, hoặc có thể nói chính xác hơn là lạnh lùng. Đối với cái chết, hắn cũng rất lạnh lùng. Cũng tốt, chết thì chết thôi. Đến thế giới này nhiều năm như vậy, ta lang bạt kỳ hồ, thật sự quá mệt mỏi. Ai mà không chết chứ? Vậy thì không ngại nghỉ ngơi một lần cho xong. Phương Nguyên nhắm hai mắt lại, cũng không biết trải qua bao lâu, hắn dần dần có chút tri giác. Trong mơ hồ, hắn nghe được có người nói chuyện bên cạnh hắn. Thánh nữ đại nhân, tại sao ngài lại ra tay cứu một cổ sư phàm nhân chứ? Mấy năm qua, nhân tộc đã khi dễ chúng ta còn chưa đủ sao? Không sai, thánh nữ đại nhân, cổ sư này rõ ràng là cổ sư khai thác dầu, mà hải vực này lại thuộc lãnh địa giao nhân chúng ta. Hắn chính là con chuột ăn trộm dầu đen của chúng ta, vô sỉ vô cùng. Chúng ta hoàn toàn có thể để cho hắn chết đi, không cần quan tâm đến hắn. Lúc này, một giọng nói rất nhẹ nhàng vang lên, đã gặp, tại sao có thể thấy chết mà không cứu chứ? Ta biết hắn là nhân tộc, không phải giao nhân, nhưng hắn cũng là một mạng. Khi dễ chúng ta là thế lực nhân tộc lớn, không liên quan đến cổ sư nhân tộc lẻ loi một mình như hắn. Hắn ăn trộm dầu đen của chúng ta, nhưng một mình hắn có thể ăn trộm được bao nhiêu? Hắn chịu nguy hiểm đến đây ăn trộm dầu đen, có thể thấy được hắn cũng bị xa lánh, tình cảnh túng quẫn. Chúng ta có thể giúp được, cần chi phải keo kiệt chứ? Thánh nữ đại nhân, ngài đừng có tốt bụng quá có được không? Hắn cũng chẳng phải đại nhân vật gì, quá hèn mọn, cứu hắn hoàn toàn không mang lại tác dụng gì. Phương Nguyên dốc hết sức, miễn cưỡng mở hai mắt ra. Bên trong tầm mắt vẫn mơ hồ như cũ, hắn chỉ nhìn thấy ba bóng người. Một trắng, một lam, một đỏ, thân người, đuôi cá. Từng bóng người hắn có thể nhận ra đây là ba giao nhân. Giao nhân cũng là dị nhân. Bọn họ trời sinh có thể hô hấp trong nước, tự do sinh tồn. Giao nhân sống gần biển hồ, am hiểu nhất chính là thủy đạo. Mặc kệ là nam hay nữ, tất cả đều rất đẹp. Cảm ơn. Ân cứu mạng của các người, ta sẽ báo đáp các người. Xin hỏi tôn tính đại danh của ba vị ân công. Phương Nguyên khó khăn lên tiếng, giọng nói khàn khàn, nhưng càng nói càng thuận. Nhưng đây đã là năng lực cực hạn của hắn. Cơ thể của hắn quá mức mệt mỏi, một chút khí lực cũng không có. Có thể nói ra như thế đã là dốc hết toàn lực rồi. Hừ, chúng ta không cần ngươi hồi báo. Nếu không phải thánh nữ đại nhân kiên trì, chúng ta sẽ không cứu nhân tộc bẩn thỉu ngươi đâu. Tên của hai chúng ta, ngươi cũng không cần biết. Nhưng thánh nữ đại nhân họ Tạ tên Hàm Mạt, ngươi phải nhớ kỹ cả một đời. Có thể được thánh nữ cứu, đây chính là phúc khí tu luyện tám đời của ngươi đấy. Được rồi, hai ngươi nên có chừng mực đi. Bóng người màu trắng thở dài một tiếng, sau đó nói với Phương Nguyên, mặc dù bây giờ ngươi rất yếu, nhưng ta đã chữa khỏi vết thương trên người ngươi. Dường như lúc trước ngươi bị dầu đen ăn mòn, thương thế như vậy ta cũng không thể một lần chữa khỏi. Nhưng ta để lại một con cổ trùng cho ngươi. Có nó, ngươi có thể tự trị liệu cho mình. Nói xong, bóng người màu trắng liền dẫn hai tùy tùng của mình chậm rãi rời đi, cho đến khi hoàn toàn thoát khỏi tầm mắt của Phương Nguyên. Phương Nguyên muốn lên tiếng nhưng khí lực không còn, nói không ra lời. Mỏi mệt và suy yếu cực độ đã khiến cho tầm mắt của hắn một lần nữa quay về màu đen. Cảnh tượng 500 năm trước hiện lên trong đầu hắn. Ánh mắt của Phương Nguyên sáng rực trở lại, thoát khỏi hồi ức. Lúc này, hắn đã xuất lĩnh cổ sư làng trài trở lại đảo. Đây là căn phòng nhỏ của thôn trưởng, không còn vẻ lờ mờ nữa. Ánh sáng của dáng chiều xuyên qua cửa sổ chiếu vào. Ngoài cửa sổ, chim biển xoay quanh trên bờ cát, phát ra tiếng kêu kéo dài. Giao nhân được cứu là một tiểu cô nương. Lúc này nàng vẫn còn hôn mê. Sau khi được Phương Nguyên cứu,
sắc mặt vốn tái nhợt của nàng đã xuất hiện chút hồng hào. Cặp lông mi dày cụp xuống, tạo thành hai cái bóng trên gương mặt của nàng. Nhìn tiểu cô nương giao nhân, ánh mắt Phương Nguyên có chút hoảng hốt. Hiện tại cẩn thận nhìn lại, cô gái này và Tạ Hàm Mạt trong trí nhớ của Phương Nguyên cũng không giống nhau cho lắm. Dung mạo còn thua kém nhau rất nhiều, mặc dù cả hai đều rất mỹ lệ, chỉ có thể coi là rất giống đi. Đồng thời tiểu cô nương giao nhân và Tạ Hàm Mạt còn có một điểm khác biệt rất lớn, đó chính là màu sắc của lân phiến. Giao nhân thân người đuôi cá, lân phiến nửa người dưới có đủ loại màu sắc. Màu lam, màu đỏ tương đối bình thường, màu trắng, màu đen mới hiếm thấy. Giao nhân có vảy trắng có thể cạnh tranh nhau tư cách thánh nữ, còn giao nhân vảy đen bị coi là nguyền rủa. Một khi sinh ra sẽ bị treo cổ, bóp chết. Thường là do cha mẹ đích thân ra tay. Tạ Hàm Mạt là giao nhân vảy trắng, là thánh nữ của tộc giao nhân. Vị tiểu cô nương giao nhân này lại có vảy cá màu lam. Trong phong tục của giao nhân, đây là người có thân phận bình thường. Sở đại sư, lúc này, lão thôn trưởng và vị cổ sư trung niên đến trước cánh cửa phòng. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 2429, Phương Nguyên được cứu hai. Phương Nguyên khẽ gật đầu, lúc này hai người mới nhẹ nhàng bước vào. Sau cái lần thu thập dầu đen dưới đáy biển về, mặc kệ là lão thôn trưởng hay là vị cổ sư trung niên, ánh mắt nhìn Phương Nguyên đều mang theo vẻ tôn kính cực độ. Một mặt là thực lực của Phương Nguyên sâu không lường được, mặt khác, Phương Nguyên đã mang đến chỗ tốt cho bọn họ. Cổ thủy xác thực dụng đến cỡ nào, lần này các cổ sư khai thác dầu đều thấm sâu vào người. Quan trọng hơn chính là, sau khi trở về, Phương Nguyên đã hứa sẽ luyện một loại cổ trùng cho bọn họ. Loại cổ trùng này sẽ có tác dụng trợ giúp khai thác dầu đen. Sở đại sư, thức ăn đã chuẩn bị xong, ngài có cần? Lão thôn trưởng cười nói, để tại hạ chăm sóc cho, xin đại sư cứ yên tâm. Khi nào nàng ấy tỉnh lại, tại hạ sẽ dẫn nàng ấy đến bái kiến ngài. Cổ sư trung niên nói tiếp. Phương Nguyên nhìn tiểu cô nương giao nhân một chút, chậm rãi lắc đầu, quay người bước ra khỏi căn phòng, không cần bảo nàng ấy đến gặp ta. Khi nào nàng ấy tỉnh lại, ngươi bảo nàng ấy rời đi. Ở đây là địa bàn nhân tộc, nàng đến thu thập dầu đen xem như là ăn trộm. Nhưng nhìn qua, nàng ấy cũng không dễ dàng gì. Các ngươi hãy nể mặt ta tha cho nàng ấy một lần. Sở đại sư yên tâm đi, chúng ta tuyệt không làm khó nàng ấy một chút nào đâu. Đúng vậy, thật ra mấy năm qua, cũng có không ít giao nhân đến hòn đảo của chúng ta ăn cắp dầu đen. Chúng ta từ trước đến nay vẫn mắt nhắm mắt mở. Dù sao cống ngầm đáy biển có nhiều dầu đen như vậy, chúng ta thu thập không hết, phân ra một chút cũng không sao. Lão thôn trưởng cười nói. Phương Nguyên gật đầu. Mọi tin tức, hắn đều từ việc siêu hồn lão thôn trưởng và tiểu cô nương giao nhân mà tìm ra. Có một chút thú vị. Ở bên ngoài, địa vị của giao nhân thấp hơn nhân tộc rất nhiều. Giữa hai bên cũng có mâu thuẫn, thường xuyên va chạm. Nhưng ở đây, quan hệ giữa giao nhân và nhân tộc rất hòa thuận, có qua lại, chung sống hòa bình. Thậm chí còn có rất nhiều hiện tượng thông hồn. Nhìn ra, động thiên này chính là cõi yên vui của nhân tộc và cũng là của giao nhân. Trong căn phòng nhỏ, ánh sáng giống như sóng cả mãnh liệt. Quang ảnh màu đỏ sậm như từng đợt thủy triều, lấy Phương Nguyên làm trung tâm lên xuống bốn phía. Phương Nguyên đang luyện cổ. 10 ngón tay của hắn mở ra, hai bàn tay nâng một quả cầu u ám. Quả cầu này to bằng chậu rửa mặt, mặt ngoài chậm chậm lưu động, là tinh hoa Phương Nguyên chắt lọc từ dầu đen. Luyện cổ đã được tiến hành đến thời giai đoạn trung hậu kỳ, là thời khắc quan trọng nhất. Tâm niệm Phương Nguyên vừa động, cánh cửa tiên khiếu mở ra một khe hẹp, từ đó bắn ra lân phiến màu vàng kim sáng ngời. Lân phiến bắn vào bên trong quả cầu dầu đen, lập tức phát ra một tiếng nổ rất nhỏ. Bên trong tầm mắt của Phương Nguyên, chỉ thấy quả cầu trong nháy mắt bỗng to hơn một chút. Cùng lúc đó, ánh sáng màu vàng lấp lánh trên quả cầu, sau đó nhanh chóng áp xúc thành một điểm màu vàng.
10 ngón tay có chút rung động. Quả cầu màu đen dần dần lơ lửng trên không trung, đồng thời bắt đầu tự quay. Bên trong quá trình quay, ánh sáng màu vàng không ngừng chập chờn. Một mùi tanh hôi nhanh chóng tràn ngập, đây là tạp chất được Phương Nguyên loại ra. Khi mùi hôi thối sắp tràn ra khỏi phòng, quang ảnh tiên trận dần dần hiện ra, giống như một cái nồi có màu lam hơi mờ, giữ mùi hôi thối lại bên trong, không để nó thẩm thấu ra bên ngoài. Mùi hôi thối này cũng là tiên tài, ẩn chứa đạo ngân thực đạo, còn thêm đáng sợ hơn so với dầu đen. Một khi cổ sư phàm nhân bị nhiễm phải, nhất định sẽ phải táng mệnh. Lần này Phương Nguyên luyện cổ đã dính đến phạm trù cổ tiên, bởi vì có hai loại tiên tài. Một là dầu đen, hai là lân phiến màu vàng, được rút ra từ người hoang thú Kim Long Ngư. Trải qua một loạt suy tính, Phương Nguyên nhận thấy giữa Kim Long Ngư và dầu đen có mức độ phù hợp khá cao. Một vảy Kim Long Ngư đương nhiên là không đủ, Phương Nguyên tiếp tục ném vào nhiều vảy màu vàng hơn. Quả cầu dầu đen dần dần biến thành màu vàng đen. Rất nhiều hình thức ban đầu của cổ trùng xuất hiện bên trong quả cầu. Phương Nguyên đang luyện chế cổ trùng khai thác dầu, đặc biệt luyện chế cho cổ sư làng trài. Toàn bộ cổ phương đều do Phương Nguyên sáng tạo ra. Đương nhiên hắn cũng có tham khảo những nội dung có liên quan của chân truyền ảnh tông, chân truyền lang gia. Phương Nguyên thật lòng muốn trợ giúp những cổ sư làng trài khai thác dầu. Vì sao? Nói cho cùng, vẫn là nhiệm vụ trên bia công đức. Cái gì là công đức? Vấn đề này, Phương Nguyên từ lúc mới bắt đầu vẫn đang suy nghĩ. Nhiệm vụ trên bia công đức sao lại có thể đơn giản như vậy chứ? Phương Nguyên càng suy nghĩ càng cảm thấy bên trong ẩn chứa dụng ý của nhà thổ tiên tôn. Cho nên, trợ giúp những cổ sư làng trài nhỏ này, một phần là hoàn thành nhiệm vụ, một phần khác là nghiệm chứng phỏng đoán trong lòng Phương Nguyên. Phương Nguyên làm chuyện xấu, hắn chẳng có bất kỳ gánh nặng nào trong lòng. Tương tự, hắn làm việc tốt, trong lòng yên tĩnh không gợn sóng. Thật ra, đối với hắn mà nói, không có chuyện tốt hay chuyện xấu, cũng chẳng có thiện ác gì cả. Hắn đã sớm coi nhẹ những quan niệm này. Chuyện thế gian chỉ là có lợi hay có hại cho mình mà thôi. Hiện tại, chân truyền nhạc thổ tiên tôn đang ở đằng trước, Phương Nguyên cũng tình nguyện làm một số chuyện tốt, giúp cho hắn thu hoạch càng nhiều lợi ích hơn. Hạ Lâm chậm rãi mở mắt ra, nàng đã tỉnh lại. Ta không chết sao? Hoảng hốt một lát, nàng kịp phản ứng, hai mắt sáng lên. Giao nhân, ngươi đúng là mạng lớn. Nếu chúng ta đến chậm một chút, ngươi đúng là đã chết rồi. Cuối cùng bị ăn mòn, hóa thành dầu đen mới. Cổ sư trung niên phát hiện vị tiểu cô nương giao nhân đã tỉnh, liền bước vào phòng. Ta tên Hạ Lâm, là ngươi cứu ta phải không? Cô gái giao nhân cố gắng đứng dậy. Không phải ta, là Sở đại nhân. Ngươi nên cảm ơn ngài ấy. Thương thế trên người ngươi cũng là do ngài ấy ra tay chữa trị. Vị cổ sư trung niên cười nói. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 2430, manh mối cổ hối hận. Thiếu nữ giao nhân được cổ sư trung niên nhắc nhở, vội kiểm tra trên người. Sau một khắc, nàng không khỏi vui mừng không thôi. Khó có thể tin được, ta bị dầu đen ăn mòn, thương thế khó trị liệu, ngay cả cổ sư cao minh nhất trong tộc cũng không có cách nào. Nhưng bây giờ lại khỏi hẳn. Vị cổ sư trung niên cười ngạo nghễ, đúng vậy, còn không nhìn xem là ai cứu ngươi sao? Là Sở đại sư đấy. Nói đến đây, trong đầu vị cổ sư trung niên lại không tự chủ được nhớ lại cảnh tượng Phương Nguyên ra tay cứu người, khiến cổ sư làng trài rúng động đến thất điên bá đảo, hơn nửa ngày sau cũng chưa tỉnh hồn. Sở đại sư cứu mạng ta, lại chữa khỏi thương thế cho ta, ân tình như thế, sao ta lại không báo đáp chứ? Thiếu nữ giao nhân nhếch môi, lộ ra biểu hiện kiên định. Xin đại nhân dẫn kiến, cho dù thịt nát xương tan, ta cũng phải báo đáp. Được, ngươi đi theo ta. Cổ sư trung niên suy nghĩ một chút, sau đó mở cửa phòng bước ra ngoài. Thiếu nữ giao nhân Hạ Lâm cố ngồi dậy, sử dụng cổ trùng sinh ra một luồng sóng nước nâng mình theo sát đằng sau cổ sư trung niên. Hai người bước vào một tiểu viện,
xuyên qua một vườn rau, đến bên ngoài căn phòng nhỏ của Phương Nguyên. Ầm ầm. Bỗng nhiên, trong phòng nhỏ bắn ra một cột sáng màu vàng bay thẳng Cửu Tiêu. Đây là chuyện gì xảy ra thế? Dị tượng này, phạm vi ngàn dặm cũng có thể nhìn thấy, thu hút cổ sư làng trài đến quan sát. Sau khi Sở đại sư dùng bữa tối xong, nói muốn luyện cổ, ngài ấy nhốt mình trong căn phòng nhỏ, Xê đã dặn dò không được ai quấy nhiễu ngài ấy. Lão thôn trưởng chờ mong nói như vậy, Sở đại sư luyện cổ rất có bản lĩnh. Tạo nghệ luyện cổ của Sở đại sư quá thâm hậu. Chỉ nhìn khí tượng này thôi, cũng đủ biết lần luyện cổ này không tầm thường. Ngươi nói nhảm quá. Sở đại sư là cao nhân, sao có thể bình thường được chứ? Hạ Lâm nghe thấy hết. Nghe đám cổ sư trò chuyện với nhau, trong đầu nàng nhanh chóng phác họa hình ảnh của một vị cổ sư cường giả. Hắn là người ôn tồn lễ độ, lòng dạ sâu rộng, thực lực cao cường, nhưng lại rất từ bi. Cột sáng màu vàng dần dần tiêu tán. Nóc phòng xuất hiện một cái lỗ lớn. Một lát sau, cánh cửa phòng nhỏ được đẩy ra, Phương Nguyên bước ra ngoài. Các cổ sư làng trải đã sớm trông ngóng. Nhìn thấy Phương Nguyên, tất cả đều khom người hành lễ. Sở đại sư, thiếu nữ giao nhân Hạ Lâm tò mò nhìn Phương Nguyên. Thì ra Sở đại sư lại còn trẻ như vậy, không giống như nàng đã nghĩ. Lúc này nàng quỳ xuống, Sở đại sư, mạng của tiểu nữ là do ngài cứu. Ân cứu mạng này, cho dù thịt nát xương tan, ta cũng muốn báo đáp. Không cần đâu, đây chỉ là tiện tay mà làm thôi. Phương Nguyên nhìn thiếu nữ giao nhân. Rốt cuộc nàng cũng không phải Tạ Hàm Mạt. Người đã mất rồi, đã sớm theo gió mà đi. Mấy ngày sau, Phương Nguyên đến trước bia công đức. Ồ, lại có nhiệm vụ mới xuất hiện. Ánh mắt Phương Nguyên ngưng lại, rất nhanh phát hiện tấm bia có sự thay đổi. Vốn nhiệm vụ chỉ có 10 cái, bây giờ nhiệm vụ cũng vẫn 10, nhưng đa số nội dung đều đã thay đổi. Ngoài ra, xếp hạng trên bia công đức cũng đã không còn giống như trước. Xếp hạng thứ 3, Phương Nguyên rất nhanh phát hiện vị trí của mình. Trong lòng hắn hơi cảm thấy vui, phỏng đoán trong lòng đã được nghiệm chứng hơn phân nửa. Đứng ở góc độ nhà thổ tiên tôn, cái gọi là công đức chính là trợ giúp người khác làm việc thiện. Phương Nguyên nhìn thấy vị trí của mình, rồi phân tích vị trí của những người khác. Đã có thể khẳng định, nếu ta làm một mình, phối hợp với dầu đen đào được, tuyệt sẽ không xếp được vị trí như vậy. Đương nhiên, chỉ trợ giúp những cổ sư làng trài, còn bản thân không ra tay thì cũng không được. Cho nên, sau khi luyện thành cổ khai thác dầu, phân phát cho mọi người xong, Phương Nguyên liền một mình xuống biển đào được rất nhiều dầu đen, chỉ để lại một phần nhỏ cho cổ sư làng trài. Dưới chân bia công đức có một số phàm cổ tín đạo. Phương Nguyên nhặt từng cái, sau đó rót tinh thần vào thăm dò. Không ngoài sở liệu, đây là cổ trùng đám người Miếu Minh Thần lưu lại. Có người nói, nhân tộc và giao nhân chung sống hòa bình, địa vị bằng nhau. Có người lựa chọn nhiệm vụ có độ khó cao. Mặc dù diệt trừ hoang thú, nhưng liên lụy rất nhiều nhân tộc, khiến bọn họ mất mạng. Sau khi trở về, phát hiện mình xếp hạng chót trên bia công đức, có người thuận thế suy nghĩ ý nghĩa của bảng công đức, chính là làm việc thiện, tận lực trợ giúp người khác. Nhưng chỉ là sự phỏng đoán, còn chưa được nghiệm chứng. Cổ tiên được Miếu Minh Thần chọn chúng, đương nhiên là không ngốc rồi. Đến phần của Miếu Minh Thần, hai mắt Phương Nguyên liền tỏa sáng. Y nói bọn họ không phải là người đầu tiên tiến vào phúc địa này. Trước đó đã có cổ tiên tiền bối đã từng đến qua. Một tin tức có giá trị nhất bắt nguồn từ phong tướng. Hắn ta thăm dò được, bên trong cõi yên vui này có một vùng biển được xem là cấm địa. Người ta gọi nó là biển trấn ma hối khóc. Theo truyền thuyết, sau khi nhạc thổ tiên tôn điểm hóa động thiên này thành cõi yên vui, ông đã trấn áp một vị ma đầu bên trong vùng biển này, đồng thời thiết lập tiên trận để ma đầu đó sám, hối. Cho nên, vùng biển này trong một khoảng thời gian dài được bao phủ bởi tiếng khóc sám hối của ma đầu. Phương Nguyên đọc xong, trong lòng lập tức nghĩ đến một con cổ trùng, cổ hối hận. Trước tiên cổ phòng bắt chuyển bia công đức, một con phàm cổ tín đạo được Phương Nguyên tiện tay ném xuống. Bên trong con cổ trùng,
Phương Nguyên thông báo quá trình thu thập dầu đen của mình ở hải đảo, đồng thời nghiệm chứng bảng công đức. Nếu có cổ tiên nào trở về, tất nhiên sẽ đọc được tin tức này. Tin tức này không cần thiết phải che giấu. Thứ nhất, những người đó đã sớm có suy đoán. Thứ hai, suy đoán này cũng rất dễ dàng được nghiệm chứng. Như vậy, trước khi bọn họ còn chưa nghiệm chứng xong, để Phương Nguyên công bố cho rồi. Hoặc có thể nói, bí mật này không phải là bí mật. Nhà thổ tiên tôn bố trí chân truyền, chỉ sợ là cố ý, muốn dẫn người hướng thiện mà thôi. Đây chính là phong cách hành sự của nhà thổ tiên tôn. Các bạn vừa nghe xong tập 243 của bộ truyện Cổ Chân Nhân tại Thư viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.